Chào anh chị. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến cho anh chị một mảnh đất tại ấp Thanh Nhung 1, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì cái lô đất này nó nằm sát khu vực này luôn anh chị, chạy vô trỏng chưa tới một phút đi xe nữa, rất là gần luôn. Thì cái con đường này là đường Thanh Nhung nha anh chị, cái hướng em đang quay á là cỡ tầm 1-2 cây số nữa là tới thị trấn Tân Hòa của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Còn cái hướng ngược lại anh chị, cái hướng ngược lại thì đi về Gò Công Tây, lên chợ Bình Tân, lên chợ gạo nào được luôn đó anh chị. Còn cái hướng đi vô đất thì con đường xe 1,5 tấn đó, đường xe 1,5 tấn, đường Nguyễn Thị Bãi. Anh chị chạy vô trỏng 1 phút đi xe là tới mảnh đất liền. Mảnh đất trong đây bề ngang 12 m, bề dài 36 m, có 200 m thổ cư nha anh chị. Thì bây giờ anh chị theo em vô trỏng. Rồi bây giờ bắt đầu anh chị theo em chạy vô trỏng nha. Đây vô trỏng em đón chừng cỡ tầm 1 phút đi xe đó, cũng không chừng không tới 1 phút nữa. Thuận tiện cho anh chị về làm nhà vườn, nghỉ dưỡng ở cái mảnh đất này á. Tổng diện tích của nó là 429 m². Rồi tới đây là tới nè anh chị, có 200 m thổ cư. Rồi xin chào anh chị, em đã tới miếng đất rồi. Thì cái miếng đất của mình bề ngang là 12 m. Thì từ cái điểm này nè, thôi quay từ cái điểm mé tường trước đi, từ cái mé tường này nha anh chị. Đó mé tường này đi qua 12 m, tới cái điểm này anh chị, tới chỗ này đi dài xuống tới phía sau là 36 m, có 200 m thổ cư. Đất này thì hướng tây anh chị. Em thấy cái hướng mặt trời là hướng tây, để em đo chính xác lại có nó có chênh lệch chút xíu nào không. Thì cái mảnh này á cách thành phố 1 tiếng 10 phút đi xe. Đúng rồi anh chị, đất hướng tây, 1 tiếng 10 phút đi xe. Đường thì đường xe hơi vô tới chỗ. Anh chị theo em ra phía sau nha. Bên hông thì có cái hàng rào rồi, phía sau cũng có hàng rào luôn. Thì ở đây mình có cột mốc rõ ràng hết rồi. Chủ kêu bán cái lô này 870 triệu. Đó. Phía sau mình thì có mấy cái mã đó anh chị. Mã mà đây ra vải chắc cũng cỡ 40-50 m gì đó. Đây là tới mấy cái mã. Phía sau mình hàng rào rồi có đầy đủ hết rồi, cột mốc rồi có đầy đủ hết. Ở chỗ này thì thuận tiện cho anh chị về làm nhà vườn nghỉ dưỡng. 400 mấy chục m², rất là rộng. Anh chị có thể phân ra được 2 lô, chia cho con cháu của mình. Nếu mà 2 lô thì mỗi lô 400 mấy. Mỗi lô 400 mấy. Cái mảnh này thì cách Mỹ Tho. Cách Mỹ Tho đó anh chị, cách Mỹ Tho thì cỡ tầm chạy 30 phút đi xe là tới rồi, 30 phút đi xe. Ở trước mình thì có đồng trống anh chị. Thì ở chỗ này đường này cũng thông luôn nha. Đường thông. Mà đường này vô dạng như thôn quê đó. Thôn quê. Thì phù hợp cho anh chị nào mà muốn yên tĩnh đó, mình về mình ở yên tĩnh anh chị. Đó thì đây ra quải mình chạy chắc chưa tới 1 phút đi xe là tới rồi. Đó xung quanh thì cũng có mấy cái mã, anh chị nào cũng xa xa chứ nó cũng không gần, nhưng mà anh chị nào ấy thì thích hợp thì mua. Khu vực đây nhà cửa thì nói chung là nó cũng vắng chứ không có đông anh chị, cũng vắng chứ không đông. Thuận tiện cho anh chị nào muốn yên tĩnh á
về nghỉ dưỡng. Rồi bây giờ đến đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em. Thì ở đây gần trường chợ, thì cách trường chợ chạy chút xíu là tới rồi. Tầm 1 km, 2 km là tới anh chị. Anh chị chạy cái tầm 5 tới 7 phút là tới. Thì thôi bây giờ tới đây em xin kết thúc video đi. Chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em.